Trong những ngày qua thì dư luận người dân trong nước xôn xao về việc tám cộng tốc Phật. À, và mới đây nhất thì thông tin xác nhận từ Thượng tọa Thích Đạo Hiển là Phó trưởng ban kiêm chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết là tám à, là cộng tốc Phật đã được trở về cố quốc. Theo cổng thông tin Phật giáo Việt Nam, trưa vào ngày 29 tháng 12 thì Thượng tọa Thích Đạo Hiền là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, trả lời một số thông tin liên quan đến việc xá lợi tóc Đức Phật ở Chùa Ba Vàng. Thường tọa Thích Đạo Hiển nói rằng, xá lợi tóc Đức Phật đã không còn có trong chương trình kỷ niệm 765 năm ngày sinh Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Chùa Ba Vàng. Khi sự kiện xá lợi tóc Đức Phật ồn ào trong dư luận, thì ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã lên tiếng để hỏi trụ trì của chùa Ba Vàng. Theo đó thì ban trị sự quan tâm đến hai việc. Một là việc trụ trì chùa Ba Vàng thỉnh xá lợi sợi tóc của Đức Phật từ ai ở đâu, xác thực ra sao. Hai là hiện nay xá lợi này của ngài đang ở đâu. Tại thời điểm mà ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh làm việc theo báo cáo thì đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì của chùa Ba Vàng đã xuất ngoại mà người ta nói có thể là đi Lào chứ không biết chính xác. Còn xá lợi tốc Đức Phật thì hiện cũng không có ở chùa Ba Vàng. Thượng tòa Thích Đạo Hiển cho biết thêm là đại diện của chùa Ba Vàng cho biết là xá lợi này đã được hộ tống lên máy bay trả về cố quốc. Lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh kết luận là chùa Ba Vàng cũng đã không hề có báo cáo gì với Ban trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh về việc xá lợi tóc Đức Phật hiện hữu trong chùa Ba Vàng. Những ngày qua thì dư luận quan tâm đến câu chuyện xá lợi tóc Đức Phật ở chùa Ba Vàng sau khi chùa này đăng tải một video xá lợi tóc Đức Phật tự chuyển động từ ngày 23 đến 27 tháng 12 năm 2023. Chùa Ba Vàng đã giới thiệu đây là xá lợi tóc Đức Phật được lưu giữ hàng ngàn năm tại Myanmar, nay xuất hiện lần đầu tiên tại Chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh. Đó là một trong tám sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao lại cho hai thương buôn người Myanmar hơn 2.600 năm trước. Việc xá lợi tóc Đức Phật có mặt tại Chùa Ba Vàng bắt nguồn từ nhân duyên là đoàn chư tăng Phật tử của Chùa Ba Vàng đến chiêm bái xá lợi tại Chùa Bra Parami và bảo tàng xá lợi Phật quốc tế Parami ở Myanmar. Lúc đó thì phái đoàn chùa Ba Vàng đã có lời mời hòa thượng trụ trì của ngôi chùa này về chùa Ba Vàng để dự lễ kính mừng 765 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông Đảng sanh và được trụ trì đó nhận lời. Và còn à, hoan hỷ cung nghinh bảo vật à, xá lợi tóc của Đức Phật về Việt Nam góp phần cho đại lễ thêm long trọng. Nhưng mà sau khi video kênh được phát tán rộng rãi thì dư luận đã nổi lên nhiều ý kiến trái ngược nhau. Điều lại luôn là đây không phải là lần đầu tiên mà chùa Ba Vàng bị gọi tên bởi những hoạt động quái lạc của mình. Vào năm 2019 thì Báo Lao động trong nước đã thực hiện một phóng sự điều tra liên quan đến hoạt động có tên là Thỉnh vong giải oán của ngôi chùa Ba Vàng này. Những người phục vụ trong đường dây thỉnh vong giải oán ở đây cho rằng mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều do oan hồn từ kiếp trước gây ra. Người ở kiếp này muốn thoát nạn thì phải trả nợ theo lời vong yêu cầu. Mà hình thức trả nợ là phải trả bằng tiền mặt thông qua việc phải nộp tiền công đức vào chùa Ba Vàng. Có người bị đòi nợ từ 5 đến 7 triệu nhưng cũng có người bị vong đòi vài chục triệu. Những người nào mà gặp khó khăn về tài chánh thì chùa sẽ sẵn sàng nhận trả góp hoặc là quy đổi ra số ngày làm công quả. Nhưng với một số người đã thỉnh vong mà không giải oán, tức là không chịu nộp tiền thì họ sẽ bị điên và những gặp những vận hạn khác trong tương lai. Người tìm đến chùa ba vàng để thỉnh vong giải oán thì hầu hết là những người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc là gặp những điều kém may mắn trong cuộc sống cho nên không ít người trong số này đã xui lòng rút tiền ra với hy vọng là hóa giải mọi bệnh tật và để cho cái vận đen của mình qua đi. Trong một video giải thích về dán giải về Phật pháp thì ông Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì của chùa Ba Vàng đã khẳng định rằng: Phật dạy chúng ta phải biết bố thí và cúng dường. Mình cúng là để giải bệnh, giải nghiệp của mình mà mình lại còn kêu ca là sao? Phật dạy các Phật tử mất tiền đấy phải mất tiền thì mới có phúc. Phật dạy bố thí đứng đầu trong lục độ, cho nên phải chịu khó mà bố thí đi. Nhà sư Thái Minh này cho rằng Ba Vàng là ngôi chùa lớn, có tiếng trong cả nước. Vì thế không có ít kẻ ganh ghét, đố kỵ, rồi tà đạo, ngoại đạo cũng muốn bôi nhọ, ác hại. Sau vụ lùm xùm đó, thì Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã bị bãi nhiệm tất cả các vụ trong giáo hội, chỉ còn đảm nhiệm làm trụ trì của chùa Ba Vàng ở tỉnh Quảng Ninh mà thôi. Tuy nhiên, vụ thỉnh vong giải oán vừa lắng xuống, thì tháng 8 năm 2022, Chùa Ba Vàng lại khiến dư luận quan tâm khi những video clip ghi lại hình ảnh trong lễ vu lan. Hàng ngàn người dân đã xếp hàng hai bên đường, nhiều nơi còn quỳ rạp xuống khi mà đoàn chư tăng. Trong đó có sư Thích Trúc Thái Minh đi qua để mà dân những vật phẩm trên tay như hoa, tiền, bánh kẹo và các chư tăng này lần lượt thu tiền hoa từ các người dân nhưng quan trọng hơn là vào thời điểm đó thì người ta lại có dịp chứng kiến sự sân si cãi cọ giữa hai nhà sư một bên là ông thích nhật từ phó trưởng ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam khẳng định là việc cúng dường ở chùa ba vàng là không phù hợp và cần phải tránh hiện tượng tương tự một bên là ông thích trúc thái minh không vừa khi cũng đăng đàn lên facebook của chùa ba vàng để phóng ra một bài viết có tiêu đề thượng tọa thích nhật từ nên nhìn lại chính mình trước khi phê phán chùa Ba Vàng. Nay thì lại là chuyện sợi tóc từ 2.600 năm trước của Đức Phật. Nhưng điều rất tiếu lòng là khi sóng gió nổi lên, thì sư Thích Trúc Thái Minh được cho là xuất ngoại không biết đi đâu, và cái được gọi là tóc Phật đã được trả về cố quốc. Nhiều người chỉ tự biết hỏi nhau, từ bao giờ mà Phật có 8 con tóc? Quả thực là một câu hỏi không lời đáp. Lượng kiều hối về Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1993 cho đến năm 2022 đã đạt trên 190 tỷ đô la, gần bằng với lượng vốn FDI, tức là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giải ngân. Theo số liệu đưa ra tại hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương doanh nghiệp hôm 27 tháng 12, thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay có khoảng 6 triệu người, tốc độ tăng trưởng khoảng 5% một năm người Việt hiện sống ở tại 130 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó 80% ở các nước phát triển. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng ước tính là lượng người Việt Nam ra nước ngoài làm việc khoảng 130.000 đến 150.000 người mỗi năm, đóng góp về tài chính và đã trở thành một nguồn nhân lực cho đất nước. Các doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cũng là lực lượng tích cực trong việc đưa hàng Việt Nam thâm nhập vào thị trường nhiều nước. Lượng kiều hối gửi về Việt Nam tính từ năm 1993, tức là năm đầu tiên bắt đầu thực hiện việc thống kê kiều hối. Đến năm 2022 đã đạt trên 190 tỷ đô la, gần bằng với nguồn vốn tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI đã giải ngân trong cùng kỳ. Năm ngoái thì lượng kiều hối đạt 19 tỷ, tăng 5% so với năm 2021 đưa Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia trên thế giới về nhận kiều hối. Hồi tháng 8 vừa qua, thì Ngân hàng Thế giới dự báo là kiều hối của Việt Nam trong năm 2023 sẽ đạt 14 tỷ đô la và tăng lên là 14.4 tỷ đô la trong năm 2024. Trong đó, chỉ riêng ở Sài Gòn đã nhận gần 9 tỷ đô la kiều hối trong 11 tháng qua, tăng 35% so với năm 2022 và gần gấp 3 lần vốn FDI. Thực tế thì kiều hối là một trong những nguồn cung cấp góp phần bảo đảm hệ cung cầu ngoại tệ, đồng thời đã hỗ trợ hiệu quả cho chính sách tiền tệ, tỷ giá và thị trường ngoại hối. Điều này lại càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh các đồng tiền biến động mạnh, lạm phát tại một số quốc gia gây áp lực nhất định đến tỷ giá và mối quan hệ tỷ giá lãi suất và lạm phát. Theo số liệu chính thức từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì kiều hối về Việt Nam mỗi năm là trên 10 tỷ đô la. Nhưng theo ước tính của ngân hàng thế giới và tổ chức hợp tác quốc tế về người di cư thì trung bình 3 năm gần đây, Việt Nam nhận lên tới 17 đến 18 tỷ đô la kiều hối mỗi năm. Ngoài ra thì tính đến cuối năm 2022, người Việt Nam từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư đến 385 dự án kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI tại 42 địa phương ở Việt Nam với tổng số vốn đăng ký là 1.72 tỷ đô la, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tạo việc làm cho những người lao động ở địa phương, tăng nguồn thu từ thuế cho ngân sách nhà nước. Dĩ nhiên, con số trên mới chỉ là thống kê lượng kiều hối đổ về Việt Nam theo con đường chính ngạch, còn lại số tiền từ nước ngoài chuyển về không chính thức vẫn là một bí mật.